Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series về cái tựa game rất là quen thuộc luôn, Thành phố rồng. Và hôm nay dường như có một cái con dragon mới các bạn à. Đây, nhìn nó rất là ngầu luôn. Nó có một cái sừng màu xanh ở giữa đầu à, thân hình thì cực kỳ là hết sảy. Bán với giá là 372.000. Ở đây chúng ta có tổng hợp 3 cái bé này bán với giá là 250 game luôn. Này thành phố rồng nó cho ra nhiều cái sự kiện khá là hấp dẫn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thu hoạch vàng và thức ăn để chơi advent nha mọi người. Hiện tại chúng ta đang có hai cái advent rất là tuyệt vời luôn. Yeah. Wow. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và nhớ mở thông báo kênh HNT Channel lên nha. Khi mà anh ra video hay là livestream, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo luôn. Vào chơi với anh cho vui. Rồi bây giờ thì xong, tốc hành. Rồi vô giờ thì lụm luôn nha. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau chơi advent. Hiện tại là HNT có được 21 lượt đi luôn. Wow. Mình mới level 2 thôi các bạn à. Làm sao cho nó lên level nhanh nhanh chút xíu, chứ level thấp quá thì không có vui. Wow. Lên nóc nhà luôn. Vỗ lên. Chà chà, qua đây. Ồ, cái này ngon nè. Được thêm một cái 4 nữa. Mình đang kiếm mấy cái 4 để mình vô cho nó lẹ. Nhưng mà cái này công nhận là cái event này nó chua chát quá. Rồi mình sẽ chơi tốc hành luôn. Đó. Lên nóc nhà. Wow. Wow. Nó được cái bánh xe tròn tròn luôn rồi. Còn là 3 không vậy ta. Đây con cái 4 nữa nè. Cái 4 nữa nè. Trên dưới trái phải. Wow. Ơ, trời ơi, ngay cái giây phút quan trọng mà mình nó không cho mình chơi nữa. Được. Không cho thôi, anh ra anh chơi cái khác. Yeah, chúng ta sẽ ra chơi cái event khác các bạn. Ủa? Vừa trước nhớ có cái event nhỏ nhỏ này mất tiêu rồi. Đây đây đây, hình như nó nè. Nó nè. Cố lên, chúng ta ráng đưa một bé đi về để kiếm dragon làm video anh em xem. Chứ để mà không có dragon mới làm thì buồn lắm man. Tập trước hình như là mình lụm được một cái bé rồi. Để anh ta đi up nó và sau đó là chúng ta sẽ có một cái tiến trình phát triển dành cho nó. Rồi đi up rồng thôi nào. Đây, và chúng ta hôm nay có một cái nở hai con ra rồi luôn. Hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái bé dragon mới nha. Hoàn toàn mới luôn. Rồi đây là phải nhận game Last Week Day giảm giá 50%. À có lẽ có nghĩa là cái con rồng này nó bán trị giá đó là gấp đôi. Và bây giờ hiện tại nó đang giảm giá cho nên nó là nó mới có giá này nha các bạn. Rồng VIP. Và xem chúng ta có những cái sự kiện gì mới không. Giảm 50% cho cái hai đứa yêu nhau. Ồ, không ngờ là Black Friday vẫn còn tới ngày 25 luôn. Và bây giờ các bạn khi mà vào mua thì nó sẽ rẻ. Ồ, vô shop thức ăn coi hôm nay chắc nó bán đồ rẻ bèo luôn á. Wow, con này nó bán luôn rồi man. Ôi sao dạo này nó đè mấy con Heroic ra nó bán vậy ta. Với A cộng luôn ấy. Trời ơi, mua cái này là hết sảy luôn nè. Ok, để HNT đi kiếm game mà để dành game mình mua. 600 mấy game à.
À, có cái chữ E nữa nè. Con này thì giá 200 thôi. Ồ, đẹp đẹp. Nhìn toàn là rồng ngon không. Wow, nhìn đẹp thế men. Ồ, nó có nguyên một cái viên ruby ngoài sau lưng luôn á. Ồ, chúng ta đi chiêm ngưỡng nhan sắc của mấy con dragon này đẹp hết sảy luôn. Và ở đây giảm 50% nếu như mở trứng lên nè. Ồ, bữa nay cái gì cũng giảm luôn. Các bạn tranh thủ bay vào, có game thì bơi đi nha. Blastery đây, game chắc cũng được giảm luôn ấy. Wow. Ok, ngon đấy. À, để anh ta đi vào xem coi cái shop nó bán đồ, nó có giảm giá không. À, chúng ta sẽ vào đầu tiên là shop rồng trước đi. Wow, 90%+ luôn. U là là. Ngon. Ngon các bạn ơi. Giảm dữ quá dữ luôn. À, trở ra mình vào cái shop game coi. Ôi, shop game sao không có giảm nha. Ui, shop game không vui. Thôi bỏ đi men, chúng ta sẽ ra làm về một cái bé rồng mới đi. Sau một hồi quan sát rồi thì hai anh ta đã thấy được có khá là nhiều điều thú vị. Vùng đất băng. Yeah, mình sẽ cho nó ra đây sinh tồn. Wow, và đây là cái con dragon. Dragon mới của mình nhặt được nó trong cái cuộc đua Heroic gồm 10 thành viên. Ủa lộn, hình như là 20 thành viên vậy. Rồi xong. Đâu rồi? Mới dục ra. À, nó đây rồi. Chú ấy đây rồi. À, chúng ta sẽ đặt tên cho gì cho cái bé rồng dễ thương này đây. Đôi mắt nảy lửa. Thân hình nó thì ok hết sảy luôn. U cha, nó ngậm lửa trong miệng luôn cơ. Ghê quá các bạn ơi, một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Wow, lên level 7 thì chú ấy đã biến hình. U, cái đuôi nó có lửa luôn. Cái lửa này giống lửa điện chứ không phải là lửa thường nữa các bạn. Lửa này là lửa điện luôn ấy. Wow, đẳng cấp của nó chỉ là R thôi mà nhìn nó rất là ngầu và phong độ. Đặt tên nó là rồng lửa điện. Được chứ hả? Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang chú ấy đi chiến đấu nha. Xem coi hôm nay cái con dragon mới của mình nó làm được cái nó ra nó chiến đấu như thế nào. Wow, cho cái bé rồng xin gum này đi nghỉ đi. Yeah, và đây là cái chú rồng lửa điện của mình. Ù la la. Action, và chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm nha các bạn. Mang cái bé rồng mới này và cùng thể hiện luôn. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ chiến đấu với một cái bé gọi là Heroic. Ủa, ba con luôn. Ba con Heroic luôn các bạn à. Không phải dạng vừa đâu. Chúng ta không có được đam. Cái này nó hơi căng thẳng chút xíu. Ê, cố lên rồng Ruby. Các thương gây ra là 22.800. Oh my god, 13.000. Dường như nó không được đam với mình. Yeah, quá tuyệt vời. Ồ, thiên lý mã nhảy ra y như đúng rồi. Và chúng ta lại được đam với cái bé này mới ghê đấy chứ. Hãy xem cực kỳ đến từ đồng Ruby. Wow, 50.000. Ồ, kinh công các bạn, kinh công. Các bạn hãy cùng mình theo dõi xem với cái chú rồng lửa điện của chúng ta được đam như thế nào đây. Rết à, dứt điểm, không thành công. Nó đập lại, tắt thở. Con này không phải dạng vừa đâu, mình sẽ đem rồng 4 đầu ra để thử thách. Hai con dập với nhau, còn đứa nào sẽ là đứa sống sót sau cùng. Wow, tuyệt chiêu mặt trăng đã được thi triển bởi kinh công. 21.700. Ôi là lạ, với sát thương đến từ rồng 4 đầu thì chúng ta không có gì phải ngần ngại cả. Đam quá cao.
Quên nữa, HNT đi vô đổi mấy con Hero X ra để làm cho các bạn xem cho vui chứ hả? Để có hai con này làm hoài thì nó không có hay lắm. Mình phải gọi là thay đổi chiến thuật. Rồng bốn đầu được đam luôn. Mình sẽ cho các bạn xem tuyệt chiêu đất của rồng bốn đầu. Dứt điểm. Không thành công. Không thể tin được, nó mới có level 26 thôi mà Quýnh nó không tắt thở. Một cái level khá là nhỏ bé so với mình. Rồi, hãy xem rồng lửa điện của anh. Cô ấy hất cái càm lên giống như là phun miếng điện ra, chứ nó không dám phun nhiều nữa. Mà có 300 mấy máu vẫn sống được, lầy thiệt. Dứt điểm. Yeah. Giờ chúng ta đến với khỉ con. Wow, hôm nay là gặp khỉ con đó. Khỉ con với kinh công là hai con giống như cha con với nhau rồi. Nhìn rất là ngầu luôn. Super Hero. Trời ơi, anh chấp chú luôn đấy. Ở đó mà chú super với anh. Tuyệt kỹ đến từ đồng Ruby. Wow. Tiếp theo chúng ta đang có được khoảng 15.000 năm. 20. Ôi cha cha, 20 mấy ngàn. Tình huống này khá là hấp dẫn nhưng mà nó đang nghiêng về tay mình nên không có gì phải xoắn cả. Dứt điểm đi men. Đóng băng thân chưới. Rất là tuyệt vời. Level 56, ok. 56 tiếp. Ít lại quên nó men. Dạo này già cả lớn tuổi rồi, trí nhớ không còn như xưa nữa men. Lu, con này được đặt tên là Lu. Anh không biết đó là nó như thế nào nhưng mà nè, không biết cái cậu chơi nó là cái con trai hay con gái, nhưng mà thực tình đặt tên nó là Lu. Này là Coco, là tên này máy nó đặt chứ không phải là người đặt các bạn. Em tự nhớ không lầm là máy nó đặt. Tại vì mình cũng có những cái con Dragon và máy nó tự đặt sẵn luôn. Đặt tên rất là tiếng Anh luôn. Yeah. Wow rồi, chắc luôn con này người nước ngoài rồi. Tim thả thính hả man. Ra lấy rồng lửa điện biểu diễn liền. Dứt điểm, 2002. Yeah, ánh sáng lửa đến từ ngực của con Dragon. Tim bạn. Wow. Công nhận nó lì thì cứ quýnh như vậy luôn, vẫn còn sống. Vẫn còn. Yeah. Rất là tuyệt vời. Mày gót quýnh mấy trận hết rồi. Chị kỳ vậy man. Chúng ta có thể làm gì được ở khu vực này nhỉ? Đúng rồi, chúng ta đi quậy đi. Hiện tại là có một cái chắc có cái gì đó trong đây chứ hả? Black Friday. Okay, thứ sáu, ngày thứ sáu đen tối. Đen tối hay tối thui luôn đây man. Hôm nay anh mặc đồ tối thui luôn nè. Black Friday. Ok. Một màu đen huyền thoại. Ali. Ok, chúng ta sẽ sử dụng rồng Ali. Sử dụng tuyệt chiêu điện nào. Mấy bé này khá là dễ bị ăn hiếp luôn. Cái con rồng mà cái sừng nó bự hơn cái mình luôn vậy man. Vậy mà nó vẫn sống được luôn đấy. Với cái độ lầy lội của mấy con này rất là ghê gớm luôn. Còn tới cái bé này đó, vì cái mình nó bự hơn cái sừng. Con lúc nãy thì ngược lại, cái sừng nó muốn bự hơn cái mình. Còn cái con này thì cái mình nó bự gấp mấy lần cái sừng. Đúng hài luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Ở đây có được nữa nè. Rồi chúng ta kiếm cái con gì mà cần luyện chiêu đi ha. Mấy con này nó quá bình thường. Đại ca học đường nè. Cho đại ca đi ra luôn nè. Hãy xem đại ca học đường biểu diễn nha các bạn. Wow, một cái thân hình rất là bóng bẩy luôn, bẩy sắc cầu vồng luôn men. Mình dường như mới level 15 mà nó cũng level 15 nhưng mà nó quýnh mình cái mình muốn tắt thở luôn vậy. Nguy hiểm. Oh my god, tên bạn nó được down với mình. Không thể tin được. Thôi anh sẽ cho hoa cỏ mùa xuân ra. Chơi mình phải vét rồi mười mấy con Dragon Hero X của mình ra mình làm láng hết. Wow. Horatio. Cái con này nó được đặt tên khá là đẹp luôn. Giống như là Halloween. Này nó là Horatio. Victory.
chúng ta sẽ cùng nhau đi quậy cái nào. Chúng ta nó cho mình được cái món quà gì mà mấy cái cục này chắc mình đem mình đem bán cái chai em dịch. Ủa lộn, mình đem bán hết hay các bạn, bán chai em dịch chắc cũng không ai mua đâu. Thôi giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi yêu ghẹo ở arena và okay, cho cái bé này ăn thêm được không? Con này level thấp quá mà nó ăn phát nữa, mình hết thức ăn luôn. Hết thức ăn thì không có thể nào mà đổi cửa được, chọn rồng khác. Bởi vậy chúng ta phải chấp nhận, chịu đựng. Chiến đấu đầu tiên là bung đi. Wow, cái lông chim mà nó bắn sát thương ra quá kinh khủng các bạn à. Nó chỉ là cái lông chim thôi đấy. Thời ôi, auto hit xem. Chúng ta phải dứt điểm con này chắc được khoảng 2 phát. Biết lắm mà. Ô lại nữa, những chiếc lông bay ra y như đúng rồi. Và chúng ta phải gánh chịu một sát thương rất là kinh khủng. Yeah. Wow, level 18 các bạn à. Chỉ là level 18 thôi. Mình nghĩ là mình có thể dứt được, chính xác luôn. Chỉ có điều là cái con này nó nhảy ra nó hốt mình có chết không. Vẫn không chết, anh vẫn còn ở đây. Oh my god, con này nó tới chữ A cộng, lượng máu 25.000 man. Có 25.000. Nghĩa là cho cái con này ra quýnh trước đi. Oh, mình nghĩ cho cái con 15. Sao hai con này máu thấp chủng vậy man. Không biết là cầm cự được bao lâu đây. 4.700 các bạn, sát thương gây ra không hề nhẹ đâu. Thì chúng ta sẽ đổi nha, cho rồng tóc đỏ ra. Let's 3.700. Trời ơi, mấy con này nó quýnh cái gì đâu mà. Oh, xác định luôn. Cố lên. Wow. Như các bạn đang trông thấy thì chúng ta vừa phải hy sinh vì tổ quốc. Nhưng mà không sao, vẫn còn rồng phù thủy. Rồng phù thủy gánh tem. Rồng phù thủy mà không chịu gánh tem là coi như chúng ta xác cái mà định luôn. Còn hai bé này đổi liền. Cây bút thần thánh liền. Đó. Và còn này level 30 luôn, này hơi căng nè. Không sao, nhưng mà căng nhưng mà vẫn chơi được. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nào. Dragon phù thủy. Ồ, cái con này, cái con chim mà nó có cầm theo cái cây nó xỉa răng nữa hả các bạn. Nhìn khá là đẹp đấy. Archer hit, lên đường. 14.000 là sát thương gây ra đến từ rồng phù thủy luôn. Wow, sao level 30. Đây rồi, chúng ta phải quấn cực kỳ cẩn thận với cái bé này. Random. Oh my god, đèo quýnh con bên trong rồi man. Oh my god. Giờ chúng ta còn con rồng phun nước. Mình nghĩ chắc nó dập phát cái con này chết quá. Con này của mình là quýnh một cái là được bao nhiêu đây, để mình xem sát thương nó rồi mình mới tính toán. 15.000. Thôi chắc phải nhờ tới nó hạ thôi chứ không còn cách nào khác rồi. Wow, con ủng ào ủng ảnh này bị cái con thần bút của mình quất một phát một, còn 8.000 mấy. Level 25 mà. Rồng say rượu phun rượu vô mặt đó. Yeah. Rồi chạy vô trốn, quýnh người ta xong là phải xách trốn cho đứng lên đâu quýnh chết. Auto hit, lên đường. Yeah. Quá tuyệt vời. Ê, chúng ta sẽ nhận cái món quà đặc biệt này nha. Mình có thể cầm cự nổi nữa hay không ta? Mình nghĩ chắc là mấy con này nó mạnh lắm. Mình level 35 luôn, ngang cơ với mình luôn rồi. Yeah. Action. Và bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm với ba cái con dragon nhỏ bé này. Phù thủy của chúng ta lên tới 40.000 máu luôn rồi các bạn. Một cái lượng máu khá là khủng so với một cái con hero. Action. Rusi lên đường. Khắp ba.
Yeah, anh sẽ cho cái bé này ra đánh với em cho vui. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị đến từ đồng say rượu luôn. Phun rượu vào mặt tên bạn, lại một pha xử lý quá đẹp mắt. Dứt điểm. Dứt. Yeah. Ui, đồng say rượu lại lụm được một mạng rồi. Tuyệt vời. Victory. Wow, thử cái đội hình này còn ngon dữ nữa. Quýnh không cần suy nghĩ luôn. Ô la la, level 7 rồi man. Nè, sẽ cho đồng xe rượu ra làm mưa làm gió ở khu vực này luôn nè. Phun rượu, dứt điểm luôn. Ui, sói ca. Wow. Level 15 quýnh với level 7 nhìn chúng ta rất là ngầu và chất chơi luôn. Đứng giống như siêu anh hùng vậy. Mấy đứa cứ quýnh anh, thế giới để anh lo. Bonzon. Lên đường. Ôi cái này là rồng gì đây? Có ruồi bay nữa. Wow, xem nào. Ô, level 40 nhịn. Mình nhịn nó level 40 cho nó mà level thấp mình hốt nó liền. Ok, con này đẳng cấp lại rồi, level 35, mình 25, 25 chơi với 35 chơi khô máu luôn. Và như các bạn đang trông thấy thì chúng ta có rồng xe rượu được đam là lôi nó ra hốt liền. Hốt xác liền. Nó quất mình banh xác luôn. Wow, mình định hốt xác nó nhưng mà nó hốt mình banh xác luôn, không thể tin được các bạn ạ. Qua tay bạn còn 10.000. Ô, thốn vậy. Ôi, nó quýnh một phát một nó được đam với mình nữa mới đau. Chết rồi lông chim, bay. 7.000, cuộc sống này sống sao đây? Trời ơi, rồng hai sừng, câu nổi hay không men? Mày gọi nó bắn tắt thở luôn rồi, con này mạnh quá. Cố lên. Trời ơi, nó không được 16.000, chết thằng nhỏ còn gì. Không ổn rồi đại dương ơi. Y quá, y tem bạn nên chúng ta không cầm cự nổi rồi. Quá đau lòng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau solo với những thành viên đáng yêu và dễ thương. À, và cái clan của mình mấy hôm nay mình chưa có vô thăm nữa, để mình vô mình thăm coi. À, wow, anh em làm việc tích cực lên xíu nào. Quánh gọi là quánh arena tích cực lên. Wow, xem nào, hiện tại thành viên còn thiếu 3 người. Đó, và anh em nào có chơi cái game này có thể vào clan HNT chơi với mình cho vui nha. Đây, những thành viên rất là quen thuộc. Ok, có một cái cậu, đây rồi, cái cậu này vào clan, nhưng mà không hỗ trợ anh em làm nhiệm vụ. Tức quá, anh em rất là bức xúc luôn. Đá đích. Gọi là vô clan mà không chịu phụ anh em, rất là buồn. HNT buộc phải đẩy cậu ấy đi rồi. Chỉ có một cậu nữa là Cathy nè. Đúng rồi, Cathy nè. Không chịu làm nhiệm vụ phụ anh em cho nên mình phải tiễn đưa một đoạn. Đó, và hiện tại clan của HNT là còn khoảng 5 chỗ trống. Anh em nào muốn vào clan HNT thì cứ việc vào đây, anh sẽ chỉ cho. Anh em chúng ta sẽ cùng chơi với nhau cho vui. Các bạn phải gọi chính xác tên nha. HNT ship gạch. Cái gạch đâu rồi man? Đây. Channel Inter. Thiếu chữ E rồi. Ok, chứ bạn sẽ bấm vào để tìm là nó sẽ ra. Đây. Gọi chính xác tên là nó sẽ ra nha các bạn. Và các bạn có việc John nè, có cái chữ John nè, tại mình làm chủ cho nên mình sẽ chữ le nè các bạn, bấm chữ John là các bạn sẽ vào. Nạp vào và mình sẽ duyệt cho các bạn vào chơi với mình cho vui. À, điểm này chắc mình sẽ hạ thấp nó xuống tầm khoảng 10.000. Ok, tầm khoảng 10.000 chắc những anh em chơi tới cái điểm này chắc có thể chơi được rồi đấy. Thì anh em điểm thấp quá ít ra rồi, nếu như mãi thì mình sẽ đặt cái mốc là khoảng tầm ngang cái level của mình đó là 21 nè. Nhưng mà thôi, mình sẽ để khoảng 10.000 để cho anh em level thấp hơn có thể vào. Rồi,
Và bây giờ chúng ta sẽ đi solo với những thành viên, những thành viên đáng yêu của mình. Wow, và chúng ta sẽ cùng đi solo với những thành viên kênh HNT Channel. Trận này thì chúng ta sẽ cùng nhau đấu với ai đây? Trận này quýnh mình sẽ không quánh với những bạn level cao quá, mình sẽ quánh với những bạn level vừa vừa thôi. Level bằng mình luôn đi. Đây có một Tuấn Nguyễn Trần. Action, mình sẽ solo với một cậu level ngang ngửa mình. Ngang ngửa mình thì chắc cũng không phải dựng vừa đâu, theo mình nghĩ vậy. Mình sẽ mang hai con hộ báo và một con coi như là dạng em bé. Một con coi như là dạng em bé đi học hỏi kinh nghiệm. Dạng em bé đó là sẽ sử dụng tới cái bé ở đâu rồi ta? À, mình định lấy con trâu, nhưng mà con trâu của mình đó là nó đi ấy rồi. Mình sẽ lấy cái con rồng đá, là mang kinh công đi, dù sao anh vẫn thích con kinh công các bạn. Ok, anh là khoái cái con vua kinh công, mặc dù là nó là một con Heric rất là lâu năm rồi. Wow, bây giờ thì dường như là chúng ta đã phát hiện được. Đây, kinh công vua cha. Và đây, khỉ con vua con. Này, nó là cho nó làm tướng thôi, chứ nó không thể nào mà nó được làm gọi là vua được. Các bạn thấy không, mặc nguyên bộ giáp này là của tướng, còn anh là mặc nguyên bộ giáp vàng này là của vua. Đây, hãy xem ông vua hốt tướng dứt điểm không thành công. Tướng rất là lì, phải dứt nó luôn hai phát nó mới tắt, chứ dứt nó một phát nó không chịu tắt đâu. Wow, con cây này nó xanh lè xanh lét luôn. Hậu lát thêm dứt điểm 22. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một cái kết thúc cực kỳ đẹp. Yeah. Dạ, chết thằng nhỏ rồi. Nó nở lòng nào nó quất một phát một tắt thở thằng nhỏ của mình luôn. Đó là vua đó, vua mà nó còn dám hốt nữa, mà ai mà nó chừa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dắt rồng ruby. 23.000. Wow, ruby len lại được 14.000. Anh vẫn còn cầm cự được với tuyệt kỹ rainbow. Ù là la. Tính ra rồng ruby của mình cũng khá là mạnh đó chứ. Yeah, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và nhớ mở thông báo kênh HNT Channel lên nha mọi người. Để khi mà anh ra video hay là livestream, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo và vào chơi với anh cho vui. Đừng quên để lại comment bên dưới video nếu như các bạn muốn mình làm về cái game gì hay là chơi cái con dragon nào nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.